quả nhãn xứng đáng được phụ nữ sủng ái, tuy nhiên cũng có người phải tránh xa. Nhãn là loại trái cây được rất nhiều người ưa thích bởi hương vị ngon ngọt và rất giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, có những người cũng phải tránh xa nhãn để không bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Quả nhãn thường chín vào tháng 7 và tháng 8. Nhãn là một loại trái cây ngọt và có tác dụng bổ dưỡng rất tốt, đặc biệt là đối với phụ nữ. Vậy ăn nhãn có những lợi ích gì? Và ăn nhãn cũng có những điều cấm kỵ gì? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc trên. Thứ nhất, lợi ích của việc ăn nhãn đối với sức khỏe phụ nữ. 1. Nhãn giúp điều hòa thể chất. Uống nhiều trà long nhãn có tác dụng cải thiện tinh thần, cải thiện cơ thể nhiễm lệnh. 2. Nhãn giúp cải thiện thần sắc. Trong y học phương Đông cho rằng phụ nữ cần phải bổ sung khí huyết. Phụ nữ thường xuyên ăn nhãn giúp thần sắc hồng hào sung mãn. 3. Nhãn giúp an thần, cải thiện giấc ngủ. Trong y học phương Đông cũng cho rằng nhãn có tác dụng trấn an thần kinh, bảo vệ tim mạch, bổ máu và lá lách. Ngoài ra, nhãn giàu sắt, kali và chất dinh dưỡng khác có thể điều trị bệnh thiếu máu, đánh trống ngực, mất ngủ, đãng trí và các triệu chứng khác. Do vậy, nhãn vô cùng thích hợp cho phụ nữ bị mất ngủ kinh niên. 4. Nhãn giúp bổ máu. Quả nhãn có thể cải thiện tuần hoàn mạch máu, giúp ổn định trạng thái tinh thần, giảm căng thẳng và lo âu. Nhãn giàu hàm lượng đường glucose, đường sucrose, protein và nhiều loại vitamin và các nguyên tố vi lực khác. Ngoài ra, nhãn còn nhiều tác dụng bổ ích như nó có thể được sử dụng để điều trị những bệnh nhân có cơ thể yếu hoặc tinh thần suy nhược. 5. Nhãn giúp trị chứng khí hư sau sinh của phụ nữ. Phụ nữ sau khi sinh thường hay xuất hiện các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi. Mạch nhỏ lưỡi nhạt thường là hiện tượng khí huyết hư. Do đó, phụ nữ có thể nấu cháo với nhãn, tam sen, táo đỏ và gạo nếp sẽ có tác dụng tăng cường khí huyết. 6. Nhãn giúp trì hoãn lão hóa. Long nhãn có tác dụng giảm lipid máu, có thể ức chế sản xuất flavone protein. Chất này liên quan đến quá trình lão hóa, trì hoãn lão hóa. Vì vậy, phụ nữ muốn làm đẹp thì không thể bỏ qua quả nhãn, nên bổ sung nhãn vào bữa ăn hàng ngày trong cuộc sống. Thứ hai, những điều cấm kỵ khi ăn nhãn. Hàm lượng đường trong nhãn rất cao, vì vậy khi ăn nhiều loại quả này sẽ cung cấp nguồn năng lượng khá lớn, đồng thời cũng cung cấp lượng đường trong máu cao. Đối với những người bị bệnh tiểu đường không nên ăn nhãn và các thực phẩm bổ dưỡng có liên quan đến nhãn, khiến đường huyết tăng cao gây nguy hiểm cho sức khỏe. Không tốt cho người bị viêm da, nổi mụn. Theo đông y, nhãn có tính nóng. Vì vậy, những người có một số bệnh như viêm da, nổi mụn hoặc da sưng đỏ thì không thích hợp để ăn nhãn. Không tốt cho phụ nữ bị bệnh phụ khoa. Phụ nữ bị bệnh phụ khoa không nên ăn nhãn. Đặc biệt, phụ nữ mắc bệnh viêm vùng chậu hoặc viêm niệu đạo, khuyên bạn nên ăn nhãn ít hơn để phòng tránh bệnh bị nặng hơn. Nếu phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, lượng máu chảy ra tương đối nhiều, tốt nhất là không nên ăn nhãn, nếu không sẽ rất dễ ra nhiều máu hơn. Không tốt cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai ăn nhiều nhãn gây ra bệnh nóng trong, đau bụng dưới, ra huyết do đau bụng, thậm chí còn bị tổn thương thai nhi, có thể dẫn đến động thai hoặc sảy thai, rất nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Đặc biệt, phụ nữ có thai ở thời kỳ đầu đến 8 tháng càng phải kiêng ăn nhãn. Nếu bạn đang bị tiêu chảy, cảm lạnh và khó tiêu, tốt nhất là ăn ít nhãn. Trên đây là những lợi ích và điều cấm kỵ khi ăn nhãn trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, khi ăn nhãn khuyên mọi người chú ý hơn để tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc chữa đau dạ dày khiến bệnh nhân mừng như bắt được vàng. Một bài thuốc chữa bệnh dạ dày đang được lan tỏa nhanh chóng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ra nhiều quốc gia khác. Hãy thử lắng nghe câu chuyện của họ. Chị Toan Tú Hoa ở thành phố Cát Dĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc là một bệnh nhân bị đau dạ dày
đã trực tiếp chia sẻ bài thuốc này cho báo chí. Chị cho biết, chị và người nhà đã dùng bài thuốc này để chữa khỏi bệnh dạ dày và muốn chia sẻ điều quý giá này cho những ai quan tâm. Biết bài thuốc mà mừng như bắt được vàng. Chị Hoa kể, chị và chồng chị từ thời trẻ có lẽ do thường xuyên ăn món mì ngô, một món ăn thời đói kém do thiếu gạo. Trong một thời gian dài nên đã mắc bệnh dạ dày một cách nghiêm trọng. Khi đời sống khá hơn, có gạo nhiều nhưng chị lại không thể ăn cơm bình thường được nữa. Thay vào đó, cái gì cũng phải nghiền thành nước, làm thành miếng vỡ dạng sợi hoặc bánh mới ăn được. Nếu không ăn đồ ăn mềm thì ngay lập tức sẽ xuất hiện chứng trào ngược axit, nôn mửa ra nước chua, ở nóng. Một lần, tình cờ có người chú họ từ quê lên thành phố, ghé qua nhà chị Hoa chơi và ở nhờ qua đêm. Sau khi nghe về bệnh tình của chị, người chú họ đã chia sẻ một bài thuốc đơn giản, chỉ có hai vị thôi cũng có thể chữa khỏi bệnh dạ dày. Trước đây, trong gia đình nhà chú ấy cũng có nhiều người mắc bệnh dạ dày, đều ở mức độ nghiêm trọng. Lúc đó, một người hàng xóm biết chuyện và giới thiệu đến một thầy thuốc làm nghề chữa bệnh gia truyền. Gia đình vị thầy đông y đó làm nghề thuốc tại nhà qua rất nhiều thế hệ, ít nhất là từ thời cụ Kỳ, chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân bị đau dạ dày. Khi người chú tiếp cận vị thầy thuốc, họ chỉ cắt thuốc cho mang về uống, chứ tuyệt đối không chia sẻ công thức bài thuốc, vì cho rằng đây là bí mật riêng của gia đình. Khó khăn ở chỗ, đây là bài thuốc bí truyền do tổ tiên để lại nên họ không thể chia sẻ tùy tiện. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần trao đổi tình cảm, cuối cùng thì bài thuốc cũng đã được chia sẻ rộng rãi. Tại thời điểm đó, mặc dù được người chú họ kể về bài thuốc này, nhưng do bận rộn nên chị Hoa cũng không có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Bẵng đi một thời gian, đến một ngày mẹ chồng và chị chồng lên nhà thăm chị, có nói về việc anh rể bị bệnh dạ dày nặng. Nhớ đến bài thuốc này, chồng chị lại một lần nữa chia sẻ chi tiết. Khi anh rể chị biết tin, đã mừng như bắt được vàng, liền mang thuốc và uống ngay sau đó. Thật không ngờ, sau khoảng gần nửa tháng, anh ấy cho biết bệnh dạ dày đã giảm nhẹ đi rất nhiều. Nhìn thấy tình trạng bệnh của anh rể khá lên nhanh chóng, chị Hoa đã có thêm sự cân nhắc và cuối cùng cũng đã quyết định uống theo. Mặc dù anh rể và chị có bệnh dạ dày khác nhau, nhưng sau khi chị uống được khoảng 4 ngày thì tình hình đã cải thiện rõ rệt. Để chắc chắn, chị tiếp tục uống thêm 10 ngày nữa. Kể từ đó, bệnh của chị gần như đã khỏi, không thấy đâu. Chị bắt đầu ăn được cơm và các món ăn thô thay vì chế biến thành bột như trước. Không những thế, chị ăn thêm được cả món ăn lạnh, hạt nóng mà không còn thấy triệu chứng nấc hay nôn mửa ra axit dạ dày như trước đây. Cách sử dụng bài thuốc. Nguyên liệu: bạch cập khô 100g, cam ba lá, tên khác là chỉ khô 100g. Nghiền hai nguyên liệu này thành bột mịn, trộn đều với nhau thành một hỗn hợp bột nhuyễn. Cách dùng: mỗi lần uống 3g, trộn với rượu trắng, rượu gạo, hạt rượu vàng được làm từ gạo và hạt kê với lượng vừa đủ cho dễ uống. Chia thành 2 lần uống trước bữa ăn sáng và sau bữa ăn tối, mỗi ngày 6g. Lưu ý: nếu người bệnh có vi khuẩn HP, Helicobacter pylori là một loại vi khuẩn cư trú ở dạ dày, gây ra bệnh loét dạ dày, tá tràng và ung thư dạ dày. Trong dạ tràng, có thể uống thêm một viên thuốc tây có thành phần carithromycin ngay sau khi uống hỗn hợp này. Thời gian uống tối đa là 7 ngày, sau đó dừng lại một nhịp để xem xét tình hình rồi mới có thể uống thêm nếu cần. Khi sử dụng công thức này, ngay ngày hôm sau là đã có thể cảm nhận được kết quả, tình trạng đau dạ dày sẽ giảm đáng kể. Nếu sử dụng trong vòng 7 ngày liên tục, các triệu chứng ở hơi, trào ngược axit, đầy hơi, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, chán ăn và các vấn đề liên quan đến dạ dày gần như sẽ biến mất. Sau một vài liệu trình điều trị theo cách này, các triệu chứng loét dạ dày, polyp dạ dày, sỏi dạ dày, viêm dạ dày cấp tính và mãn tính, viêm dạ dày teo, viêm dạ dày trên bề mặt, loét tá tràng và những trường hợp đau dạ dày liên quan sẽ được giảm nhẹ. Tài liệu khoa học về vị thuốc này. Theo tuyển tập thảo dược Đông y toàn quốc, cây bạch cập có tác dụng cầm máu, tiêu viêm xương và tái tạo mô. Sử dụng trong trường hợp ho và nôn ra máu, chấn thương chảy máu ngoài da, trúng độc, viêm da, nứt nẻ, là phổi dẫn đến ho ra máu, chảy máu ở những vùng lở loét.
Còn cây cam ba lá, tên gọi khác là chỉ. Theo Trung Quốc Dược Điển cho biết, vị thuốc này dùng trong trường hợp bị khó thở, tiêu hóa kém, làm tiêu viêm, tản đờm. Sử dụng đặc biệt trong các trường hợp bị đau tích tụ hoặc viêm nhĩ mãn tính, động phân trong dạ dày, bài tiết khó khăn, đi ngoài không thông, táo bón, đờm tích tụ làm cản trở luồng khí ở phổi gây khó thở, hạch ở phổi, xa trực tràng, xa tử cung. Bài thuốc này sau khi chị Hoa chia sẻ với truyền thông đã có hàng trăm bình luận của độc giả, trong đó có nhiều người kể rằng họ cũng đã từng sử dụng vừa chữa khỏi bệnh. Sau đó thông tin của bài thuốc còn lan truyền ra nhiều quốc gia khác thông qua mạng Internet. Thông tin bài thuốc này do saha.vn dịch từ báo chí nước ngoài, độc giả cần cân nhắc hoặc xin ý kiến của thầy thuốc đông y trước khi quyết định sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mát gan, giải độc gan bằng tiên dược, chữa bách bệnh ít ai biết. Lá chanh. Lá chanh là một nguyên liệu không thể thiếu khi ăn thịt gà, nhưng ít ai biết lá chanh cũng là tiên dược chữa được nhiều bệnh. Theo các sách đông y ghi chép, lá chanh có vị ngọt cay, tính bình, trị khái, sát khuẩn, tiêu đờm. Trong các bài thuốc nam, lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông. Nguyên nhân là trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Khi dùng làm thuốc, lá chanh thu hái về rửa sạch, thái nhỏ hoặc để nguyên, phơi khô ở nơi không có nắng, bảo quản nơi khô ráo để dùng dần hoặc có thể dùng tươi. Sau đây là một số công dụng của lá chanh. Trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể, trị sốt rét dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml, lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm. Uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. Chữa sâu quản. Lá chanh non, lá diếp cá, lá húng chanh, lá mùi tàu, tất cả hái khi còn tươi, mỗi thứ một nắm, thái nhỏ trọn cho đều, gói vào lá chuối hơi nóng, rạch cho thoáng rồi buộc lên vết lép. Sau 24 giờ mới mở và thay miếng khác. Chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá sông với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà, xả và tỏi, sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ xong, bạn hãy sử dụng cách uống như sau. Lá chanh 16g, tỏi bón đến 6g, lá dùng hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắt còn 150ml, uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. Lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông, chữa nhức đầu giải cảm, chữa ho do lành. Gừng tươi và lá chanh, mỗi thứ một ít, sắc từ 400ml nước xuống còn 100ml. Khi uống cho thêm một ít đường, cổ họng sẽ hết ho và ngứa. Mát gan, dùng lá chanh, lá cốt xay, lá gai khô, mỗi vị 12g. Sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Chia bát nước ra làm 2, uống sau bữa sáng và tối. Kiên trì thực hiện trong vòng 15 ngày để có kết quả tốt nhất. Dùng lá chanh, lá cốt xay, lá gai khô, mỗi vị 12g, sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Giúp tóc bóng mượt. Chuẩn bị lá bưởi, hương nhu và lá chanh tươi, mỗi vị 30g, rửa sạch, nấu lấy nước gội đầu. Chỉ cần từng gội một lần là sẽ có mái tóc bóng mượt hẳn. Nước gội đầu từ lá chanh giúp bạn có một mái tóc bóng mượt hơn. Chữa cảm sốt không ra mồ hôi. Không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này cần 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Ngoài lá chanh có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt lược bằng nhau sắc uống trong ngày. Điều trị hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát. Ngày uống 2-3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh 10g, lá cây tầm sông 8g, tinh tre 10g,
phơi khô tán bọt, rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng 8 đến 10 phút, ngày làm 2 lần. Bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng. Chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em. Khi trẻ em bị đầy bụng, bí tiểu, có thể lấy lá chanh giã nát, hấp nóng, đắp vào rón. Ngoài chữa cảm sốt, lá chanh còn có thể chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em hay bảo vệ răng. Bảo vệ răng. Nếu răng lung lay yếu, hãy lấy 40g lá chanh tươi, đun cách thị lấy nước, ngày ngậm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút, sau 3-5 ngày, răng chắc hơn. Trị nám sau sinh. Bắt nồi nước lá chanh còn nóng và xông mặt trong 20 phút để đẩy tinh chất ngấm sâu vào da để trị nám, làm cho làn da trắng sáng mịn màng. Với cách xông mặt trị nám sau sinh này, bạn phải thực hiện kiên trì ít nhất trong 3 tháng mới cho kết quả. Hơn nữa, chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xông khoảng 15-20 phút, thực hiện 3 lần trong tuần, giúp làm mờ nám, làm đẹp da. Chữa bệnh viêm xoang. Tinh chất có trong lá chanh chống lại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh xoang. Dùng lá chanh khô, đun sôi trong vòng 10 phút, sau đó chắc lấy nước và sử dụng nó để súc miệng mỗi ngày, giúp thông mũi, thông họng và hạn chế chất nhầy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai mắc chứng tóc bạc sớm thì đọc ngay bài viết này, bạn sẽ mừng rơi nước mắt vì tóc đen và xuân mượt trở lại đấy. Những sợi tóc bạc sẽ nhanh chóng biến thành đen nhánh sau khi bạn đọc xong bài viết này nhé. Vì nhiều lý do khác nhau mà có người tóc bạc xuất hiện sớm hoặc quá nhanh so với tuổi thực của mình, khiến họ không khỏi buồn phiền và lo lắng. Dù họ đã sử dụng nhiều cách như uống thuốc, ăn uống để cải thiện tình trạng này, nhưng bạn không đạt được kết quả như ý. Nhưng bạn đừng quá lo, bạn chỉ cần chạy ngay ra chợ, mua khế chua rồi về làm theo cách dưới đây, thì các sợi tóc bạc sẽ sớm đen nhánh trở lại. Bởi trong khế chua có rất nhiều vitamin C kích thích tóc mọc nhanh. Không những vậy, còn biến các sợi tóc bạc đen trở lại. Chính vì thế, đây là sự lựa chọn hoàn hảo đối với những người muốn trị tóc bạc sớm đó. Nguyên liệu cần có 3-5 quả khế chua. Lượng khế này phù hợp với độ dày và dày của mái tóc bạn. 150ml nước dừa tươi, tương đương bằng một cốc nước lọc bình thường. Một thìa canh mật ong, mái xề sinh tố, rây lọc, bát và thìa. Sơ chế nguyên liệu. Khế mua về rửa sạch dưới vòi nước lạnh, rồi dùng dao cắt thành những miếng nhỏ cho vào mái xề sinh tố. Bật máy xay nhuyễn trong vòng 1 phút thì tắt máy. Lấy rây lọc bỏ đi phần bã để thu được phần nước ép khế nguyên chất vào bát. Cách làm: cho hàm lượng nước dừa tươi cùng mật ong đã được chuẩn bị vào bát, chứa nước ép khế rồi dùng thìa khuấy đều. Để các loại nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, tạo thành một hỗn hợp nước đồng nhất là có thể đem ra sử dụng được. Cách sử dụng. Bước 1: làm ướt tóc và da đầu trong vòng 1 phút bằng nước ấm. Bạn nên dùng tay vò qua tóc để làm sạch mọi bụi bẩn, bã nhờn trên các sợi tóc. Đồng thời để các nang tóc giãn nở, hỗ trợ các dưỡng chất phát huy tác dụng một cách hiệu quả hơn. Bước 2. Sau đó, thoa đều hỗn hợp nước ép khế, nước dừa, mật ong lên toàn bộ mái tóc, sao cho tóc và da đầu được làm ướt hoàn toàn trong hỗn hợp này. Bước 3. Rồi bạn sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1-3 phút. Đến khi thấy phần bột trắng nổi lên thì dừng lại và lấy một chiếc khăn quấn gọn tóc lại ủ trong vòng 15 phút. Bước 4. Sau khoảng thời gian đó, mái tóc sẽ khô đi một phần nào đó. Bạn hãy bỏ khăn ra rồi gội sạch tóc và da đầu bằng dầu gội, dầu xả. Bước 5. Cuối cùng, lau tóc bằng khăn và để khô tự nhiên là xong. Để đạt hiệu quả trị tóc bạc một cách tốt nhất, bạn nên áp dụng phương pháp này 2-3 lần trên một tuần. Sau khoảng 1 tháng, bạn sẽ chẳng bao giờ còn lo tóc rụng hay những sợi tóc bạc sớm sẽ nhanh đen nhánh trở lại. Hơn nữa,
Hỗn hợp này còn giúp tóc bạn trở nên bóng khỏe, ngăn chặn tình trạng sơ rối hay chẻ ngọn nữa đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.